Sáng ngày 2 tháng 7, tại khu di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Tây Ninh, diễn ra lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối dân chính Đảng cùng lễ khánh thành công trình trùng tu di tích. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, các sở ban ngành thành phố. Trong 15 năm qua, đảng bộ khối đã phát triển 6.377 đảng viên mới, tuyên dương 962 tập thể, 1.319 cá nhân học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và điển hình dân vận khéo. Bên cạnh đó, đảng bộ khối còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiều công trình biên giới, biển đảo quê hương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đợt thi đua 90 ngày chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ khối, mỗi cán bộ, đảng viên đã tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng để đóng góp xây dựng công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích Đảng ủy các cơ quan dân chính Đảng Trung ương Cục Miền Nam. Ngoài kinh phí thực hiện công trình, Đảng ủy khối còn trao tặng một tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Tân Biên với kinh phí 120 triệu đồng và một hệ thống lọc nước trị giá 80 triệu đồng.